Thưa quý vị và các bạn, Trấn Thành có lẽ là cái tên hot nhất trong những ngày qua. Sau sự cố đài truyền hình Vĩnh Long thay đổi huấn luyện viên khác để thế Trấn Thành trong một game show do đài này sản xuất. Ngay sau đó thì hầu như trên tất cả các diễn đàn đều tranh luận sôi nổi dưới nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trên các trang báo mạng thì tất cả những thông tin mới xung quanh sự cố này đều có lượt xem rất cao. Và chúng ta có thể thấy là chuyện một đài truyền hình không hợp tác với một nghệ sĩ lẽ ra là một chuyện hết sức thường tình. Nhưng tại sao lại làm dậy sóng dư luận đến như vậy? Và trong câu chuyện này làm rõ lên điều gì? Biên tập viên Kim Anh sẽ nói rõ hơn. Xin mời chị. Vâng, thưa quý vị, cuộc sống sôi động, công việc đầy áp lực hơn thì tiếng cười được xem như là một liều thuốc bổ cho tinh thần. Chính vì thế mà trong những năm gần đây, game show truyền hình, nhất là các chương trình hài đã trở thành thời thượng. Tuy nhiên thì bên cạnh mặt tích cực thì mặt trái của các chương trình này đưa đến cũng không phải là nhỏ. Như có một nghệ sĩ hài gạo cội đã từng tuyên bố là xem chương trình Thế giới động vật còn hơn là xem game show. Đỉnh điểm của sự việc này đó là sự kiện giám đốc đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long cho biết là tạm thời sẽ ngừng hợp tác với nghệ sĩ hài đang ăn khách, đó là Trấn Thành. Trước khi sự việc này xảy ra, Trấn Thành đã bị Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 32 triệu đồng vì diễn Tô Ánh Nguyệt phản cảm. Và hồi đầu tháng 3, trả lời báo giới về câu hỏi thực trạng game show hiện nay, nghệ sĩ hài Trấn Thành đã bị dư luận phản ứng do có câu nói: "Nếu khán giả thấy hài nhảm, hãy tắt TV." Trong khi đó, vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, giám đốc đài phát thanh và truyền hình tỉnh Vĩnh Long trả lời trên báo Thanh Niên cho biết Trấn Thành phải rời ghế nóng game show Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí sắp phát sóng của đài với lý do: "Đối với đài Vĩnh Long, các vị trí giám khảo đều có ý kiến của đài. Trấn Thành có dấu ấn không đẹp từ khi làm vỡ Tô Ánh Nguyệt ở nước ngoài, rồi đến chuyện hài tục, hài nhảm trong thời gian qua. Chương trình này liên quan đến thiếu nhi, Trấn Thành không thích hợp với vị trí này, với cách đào tạo, phong cách thể hiện và cách phát ngôn của mình trong thời gian qua." Sau thông tin của ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long, diễn đàn truyền thông lập tức nóng lên với những ý kiến trái chiều nhau. Một bên là ủng hộ quyết định của đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long, một bên thì lại cho rằng đó là không phải lỗi của nghệ sĩ Trấn Thành. Sau đây là một số ý kiến được chúng tôi chọn lọc trên các báo trong những ngày qua. Trong bài viết Trấn Thành bị cấm sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long đăng trên báo Thanh Niên, phần bạn đọc phản hồi có rất nhiều bình luận như sau. Bạn đọc Trần Quang Vinh: "Cảm ơn giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long thẳng thắn, dứt khoát, quyết tâm góp phần chấn hưng showbiz. Đừng nghĩ Thành bị cắt show là khán thính giả hí hửng, mà phải nói rằng đạo lý đã được trả lại đúng bản chất sự việc." Bạn đọc có tên Hai Lúa đã viết: "Rất là hay, quan hô ông giám đốc. Với một đài truyền hình uy tín và tầm ảnh hưởng như Vĩnh Long thì quả này phải tự soi mình rồi." Hay trên báo Tuổi Trẻ, sau khi bài viết đài Vĩnh Long loại Trấn Thành khỏi Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ như sau. Bạn đọc có tên Văn Đặng đã bình luận: "Đài truyền hình Vĩnh Long đã ra quyết định đúng đắn và các đài khác cũng nên làm như vậy." Bạn đọc có tên Tuyết đã viết: "Cảm ơn ngài giám đốc và tập thể nhà đài có tâm và có tầm trong cuộc chiến làm trong sạch sóng truyền hình. Tuy nhiên đối với cộng đồng mạng, báo điện tử, với nghệ sĩ thì lại có những ý kiến ngược lại." Trả lời Vietnamnet, nghệ sĩ hài Công Vượng khá bất ngờ. Bản thân anh đánh giá cao tài năng và sự cầu tiến của Trấn Thành. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng chia sẻ thêm rằng việc nghệ sĩ xuất hiện quá nhiều không phải hoàn toàn tốt. Tôi rất tiếc cho Thành, tuy nhiên đây là bài học để Thành rút kinh nghiệm. Đó cũng là tiếng chuông rất to cảnh báo các nghệ sĩ khác dùng tên tuổi của mình cho đúng nơi đúng chỗ. Nữ diễn viên Lê Giang bày tỏ rằng khi chị xem tin tức cấm Trấn Thành, chị nhìn hình Thành tự nhiên nước mắt chảy rồi. Tình người, tình nghệ sĩ, đồng nghiệp, chị thương Trấn Thành. Ai cũng có lúc lầm lỡ. Đối với chị, Thành là một người có tài, một người tốt. Chị Kim Anh này, những ngày qua thì tôi cũng có quan tâm đến vấn đề này. Bởi vì thật sự mà nói thì Trấn Thành là một nghệ sĩ có tài. Và theo tôi thì chuyện này dư luận chưa quên thì sẽ còn tiếp tục có nhiều ý kiến tranh luận nữa. Vậy theo chị thì quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Vâng, đối với bản thân tôi thì tôi rất mừng khi mà chuyện này đã xảy ra. Bởi vì là đã từ rất lâu rồi, vấn đề là nội dung, đối tượng của các chương trình game show hài đã từng bị các chuyên gia, các nghệ sĩ hài tâm huyết cũng như là rất nhiều khán giả lên án vì hài thiếu văn hóa hay còn gọi là hài nhảm. Đối với các chương trình dành cho các đối tượng nhí, nếu không kiểm soát kỹ sẽ phản khoa học và ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Thế nhưng các đơn vị sản xuất vẫn phớt lờ vì lượng khán giả và nguồn thu quá lớn.
Vì vậy mà chuyện Trấn Thành với Đài Vĩnh Long như một giọt nước làm tràn ly. Thứ hai là qua sự việc này, chúng ta sẽ thấy sự quan tâm của xã hội rất lớn, chứng tỏ là rất nhiều người đã nhìn thấy chất lượng thực sự, cũng như là những hệ lụy mà các chương trình hài trên truyền hình hiện nay. Mặc dù là có hai luồng ý kiến khác nhau khi bàn luận về vấn đề này, tuy nhiên thì hầu như ai cũng có nhận định, đó là để xảy ra tình trạng hài nhảm xuất hiện trên truyền hình hiện nay thì lỗi không chỉ do của người nghệ sĩ. Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, nghệ sĩ hài Trung Dân nói: Theo tôi, đài nào cũng có bộ phận biên tập để hài nhảm diễn ra nhan nhản trên sóng truyền hình. Vậy bộ phận kiểm duyệt ở đâu? Đành rằng nghệ sĩ phải có trách nhiệm với những gì mình thể hiện trong chương trình. Nhưng đổ hết tội cho nghệ sĩ thì tội lắm. Trả lời phỏng vấn báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Vũ Thành Vinh, nhà sản xuất các chương trình truyền hình hài như Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội, Điệp Vụ Đối Đầu cho rằng, với những chương trình phát sóng trên truyền hình thì nhà sản xuất và đài sẽ là nơi chịu trách nhiệm cuối cùng. Bản thân tôi là đạo diễn chương trình, là người dựng cuối cùng, càng phải chịu trách nhiệm. Vì thế khi có dựng lại chương trình, nghệ sĩ có cảm xúc quá, có vung tay quá thì mình phải có trách nhiệm cắt đi. Thật sự tôi cũng có đồng quan điểm với ý kiến của các nghệ sĩ chuyên gia mà chị Kim Anh vừa nhắc đến. Bởi chỉ có các nhà đài mới có quyền phát sóng các game show hài, nhưng mà khi bị dư luận lên án thì người nghệ sĩ lại trở thành đối tượng chính, bị phê phán là chưa công bằng. Tuy nhiên thì Ngọc Mai có một thắc mắc như thế này, đó chính là dư luận xã hội ngày nay lên án các game show hài là hài nhảm, hài tục. Tôi chưa hiểu hết về khái niệm này, chị hiểu như thế nào hả chị Kim Anh? Dân thật sự vấn đề này thì mỗi người sẽ có một cái cách đánh giá khác nhau, và bản thân tôi thì cũng không dám nhận xét về cái khía cạnh này. Tuy nhiên thì tôi đã đọc được một số ý kiến sau đây, mời quý vị và Ngọc Mai cùng theo dõi. Nghệ sĩ hài Hoài Linh từng chia sẻ: Truyền thống của hài là vậy, còn nhảm nhí, phản cảm là phụ thuộc ở từng tiểu phẩm, từng hài kịch, chứ không thể cấm hài đố tục giảng thành được. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học cho rằng: Người ta chấp nhận hài nhảm, hài tục thì diễn viên mới có cơ hội để nhấn nhá, làm đậm những cái mà họ nghĩ là hay, nhưng thực ra là lỗ bịch. Tuy nhiên, có những cái rất dở hơi nhưng vẫn được khán giả cho là hay. Vì thế, nguyên nhân là do cả hai bên, chứ không hẳn chỉ từ diễn viên, nghệ sĩ. Còn nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương chia sẻ: Soạn giả Nam Châu từng nói, nghề mình không phải là nghề kiếm tiền mà là những kỹ sư tâm hồn, ảnh hưởng tới cuộc sống của giới trẻ. Mặc dù có những góc nhìn khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng sự xuất hiện hài nhảm hiện nay thật sự không phải tất cả là lỗi của người nghệ sĩ. Trong đó còn có cả lỗi của nhà sản xuất, lỗi của chính chúng ta nếu chấp nhận tiếng cười dễ dãi mà không nghĩ đến hậu quả về sau. Vì vậy mà qua sự việc của Trấn Thành, thật sự anh chỉ là một tấm bia của một hiện tượng mà dư luận xã hội đã lên án từ lâu. Tuy nhiên chúng ta tin rằng qua sự việc này, anh sẽ thay đổi, giống như anh đã từng nói, đó là tôi xin lỗi khán giả và tôi sẽ thay đổi bản thân. Mỗi người chúng ta và những người làm truyền hình như chúng tôi cần có sự kiểm soát kỹ càng hơn trong thực hiện và thưởng thức nghệ thuật, thì hài nhảm sẽ không còn đất sống. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn chị Kim Anh, cũng như chị vừa nói, sự cố của Trấn Thành, cùng tất biến, biến tất thông, mọi khó khăn rồi sẽ rạng trong, và những điều tươi sáng, tốt đẹp luôn chờ ở phía trước.